Nam làm cái clip này thanh lý tiếp 10 cặp loa. Đây là loa mini, bookshelf. Thì kích thước của những cặp loa mini này chiều cao từ khoảng 22 đến 25 cm. Bass của loa mini là 10 cm. Hàng nội địa Nhật. Loa mini mình sử dụng tốt cho phòng 20 đến 25 m². Thì bây giờ mình sẽ nói về hình thức mua sỉ trước. Tổng cộng có 10 cặp loa, giá bán là 200.000 trên một cặp, tức là 10 cặp loa là 2 triệu. Thì em sẽ đảm bảo là lo hoạt động ok. Một gân thì bên em sẽ thay gân cho các anh. Tức là em đảm bảo bass, treble hoạt động ok, hàng nguyên bản, nguyên zin. Gân nó mục thì em sẽ thay gân cho mình. Hàng mới về em vừa soạn ra, chưa vệ sinh. Thì các anh khách sĩ mua về vệ sinh lại giúp em, vệ sinh chùi sạch sẽ bụi bặm để mình nhìn nó bóng bẩy trơn tru hơn. Tại vì hàng vừa soạn ra chưa có chùi bụi luôn. Đối với khách lẻ thì em sẽ đảm bảo hàng nguyên bản nguyên zin, hoạt động ok. Cái nào một gân em sẽ làm gân, và em sẽ vệ sinh cho các anh để mà trước khi ship đi. Và em cũng đảm bảo lo hoạt động ok, bass trip ra ok. Hàng trước khi ship đi em sẽ test từng cặp lo, gửi riêng clip qua Zalo cho mình trước khi hàng vô thùng đóng gói. Em ship hàng tận nhà cho các anh, chỉ cần cho địa chỉ là hàng ship tận nơi. Em không nhận ship CD cho những cái hàng thanh lý như vậy vì giá trị nó rất là ít, rất là rẻ tiền và em đang xả lỗ không có lời, nên em sẽ không nhận ship CD. Các anh vui lòng chuyển đủ giúp em, chỉ có vài trăm nghìn thôi, 200-300 nghìn, 300-400 nghìn một cặp lo, nên vui lòng chuyển khoản đủ để em ship hàng tận nhà cho mình. Còn đối với khách lẻ, 10 cặp lo này giá trị chỉ có 2 triệu bạc thôi, nên các anh vui lòng chuyển đủ giúp em là cái thứ nhất. Cái thứ hai, em đảm bảo gân có mục hay có bất kỳ gì trên lo thì em sẽ nhờ thợ làm gân cho các anh ok. Còn lo là phải nguyên bản nguyên zin. Bây giờ em sẽ quay mặt sau cho các anh thấy mặt sau nha. Đây là mặt sau. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Các nào mua hàng á thì vui lòng nhắn cho em địa chỉ để em ship tận nhà và chuyển khoản giúp em. Vui lòng gọi đến số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo 0931008099 để em gửi hình ảnh chi tiết của từng cặp lo qua Zalo cho các anh xem. Các anh đồng ý thì mình chốt hàng nha. Đây, bây giờ em đã quay hết mặt sau. Em quay gần nha, quay gần cho mình dễ xem. 10 cặp lo, giá bán sỉ là 2 triệu. Em đảm bảo nguyên bản, nguyên zin, hoạt động ok. Còn nếu mà gân bị mục thì em sẽ thay gân miễn phí cho khách lẻ lẫn khách sỉ luôn. Bây giờ mình sẽ quay ra mặt trước. Cặp lo này em bán lẻ giá là 200.000. Model thì để em xoay thử. Không thấy model. Cặp lo này em bán lẻ 200.000, không thấy model. Đây là cặp lo của Victor 7 màu. Nó bị mục chỗ này. Em sẽ thay gân cho các anh. Cặp lo Victor 7 màu này thì sau khi thay gân xong giá bán là 350. Đây là cặp lo Pioneer X5DV của dàn Pioneer chạy DVD. Giá bán của cặp lo này là 400.000. Đây là cặp lo Pioneer B717 thì phải, em nhớ là vậy. Chưa xem mặt sau. Pioneer thì cặp lo Pioneer này giá bán của nó là 400.000. Thông thường những cặp lo này chiều cao là 25 cm. Chiều ngang của cả cặp lo luôn là khoảng 26 cm, tức là chiều ngang khoảng 13 đến 15 cm. Bass của nó là 10 cm. Hàng nội địa Nhật, đảm bảo hoạt động ok.
sử dụng cho phòng 20-25 m². Đây là loa ai qua có chữ Tây Bắc, ai qua này em quay đánh rất hay. Giá của cặp loa ai qua này là 400.000, em có hai cặp. Đây là cặp loa ai qua, giá của cặp loa ai qua này là 300.000. Cặp Pioneer này 300.000. Cặp này em không thấy tên từ mặt trước, em cũng bán 300.000. Và cuối cùng đây là cặp loa Sony M3, chưa vệ sinh nên bụi bặm, vệ sinh xong thì long lanh liền. Giá của cặp loa Sony M3 này là 400.000. Các anh nào mua lẻ thì em đã báo giá lẻ trên từng cặp loa, còn mua sỉ là 2 triệu trên 10 cặp. Gom một em thay gom miễn phí, đảm bảo hàng hoạt động ok. Bây giờ em xin kết thúc clip test nha. Các anh nào mua 10 cặp loa này, mua hết hoặc là mua lẻ, mua sỉ gì đó thì liên hệ 0931008099 để em tư vấn thêm cho các anh, để em xếp hàng tặng nhà cho mình nha. Bây giờ em xin kết thúc clip test.